kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số những thông tin đáng chú ý sau. Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong công tác an sinh xã hội. Nan giải trong thu hồi xe cũ nát ở thủ đô. Sau một năm thực hiện Nghị định số 100 của Chính phủ ở Hưng Yên, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu đá xây dựng. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, trong bối cảnh chịu nhiều tác động của thiên tai bão lũ, đặc biệt là đại dịch COVID-19, song Việt Nam vẫn nổi lên là một điểm sáng trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, là một trong những quốc gia về đích trước 10 năm so với mục tiêu thiên niên kỷ về giảm nghèo. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự và chỉ đạo hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương những thành quả mà ngành lao động thương binh và xã hội đạt được. Dù năm 2020 chịu ảnh hưởng to lớn của đại dịch COVID-19 và thiên tai, song đối tượng thụ hưởng chính sách ngày càng được mở rộng, mức thụ hưởng chính sách an sinh xã hội không ngừng được nâng cao. Đến nay, 99,7% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú. Chỉ số phát triển con người của Việt Nam trong nhóm phát triển cao đứng thứ 110 trong 189 quốc gia. Chỉ số nguồn nhân lực Việt Nam đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á. Thì thực sự với các đồng chí là họ chúc mừng mình về Covid rất nhiều, nhưng họ chúc mừng cái thành tựu của Việt Nam đấy, trong phát triển bền vững họ chúc mừng còn nhiệt liệt hơn là thành tựu đạt được của Covid. Và càng ngày thế giới họ càng thấy rõ là cái đường hướng, cái định hướng phát triển đi theo con đường chủ nghĩa xã hội của mình là rất đúng. Năm qua, cả nước tạo việc làm mới cho hơn 8 triệu lao động, vượt tới 27% chỉ tiêu. Việt Nam là một trong 10 quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới. Hoàn thành và phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện bao trùm bền vững với 3 nội dung cơ bản: kỹ năng lao động, việc làm thỏa đáng và an sinh xã hội bền vững. Tập trung xây dựng 2 trụ cột cơ bản trong an sinh, đó là bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội. Năm 2021, ngành lao động sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm ổn định và phát triển thị trường lao động linh hoạt và thích ứng nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội thời kỳ hậu Covid, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động. Theo Tổng cục Du lịch, lượng khách quốc tế năm 2020 chỉ đạt 3,7 triệu lượt, giảm 79,5%. Khách nội địa đạt 56 triệu lượt, giảm 34,1%. Tổng thu từ khách du lịch đạt 312.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, Việt Nam vẫn là điểm sáng trong bức tranh du lịch toàn cầu với các giải thưởng như Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới 2020, Điểm đến Di sản hàng đầu châu Á. Nhận định về kịch bản phục hồi du lịch Việt Nam trong năm 2021, ngành du lịch định hướng tiếp tục khai thác mạnh thị trường nội địa, chú trọng phát huy liên kết giữa các địa phương doanh nghiệp theo phương châm liên kết, hành động và phát triển. Song song với đó là xây dựng các phương án chủ động đón khách du lịch quốc tế trở lại sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Trong ngày đầu năm mới 2021, thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành phố khác như thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình đã tổ chức đón các đoàn khách đầu tiên với kỳ vọng cho một năm mới nhanh chóng hồi sinh. Tổng công ty quản lý bay Việt Nam VATM vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ không tiếp tục áp dụng chính sách giảm giá điều hành bay đối với các chuyến bay quốc nội vì ảnh hưởng đến cân đối tài chính. Cụ thể, tại văn bản số 722, Tổng công ty quản lý bay Việt Nam kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ xem xét không tiếp tục áp dụng chính sách giảm giá điều hành bay đối với các chuyến bay quốc nội, đồng thời tiếp tục giảm 50% phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay cho VATM trong năm 2021. Từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 9 năm 2020, Tổng công ty áp dụng mức giảm giá điều hành bay đi đến quốc nội bằng 50% mức giá tại thông tư số 53/2014 Bộ Giao thông Vận tải cho các hãng hàng không trong nước với tổng giá trị giảm là 159 tỷ đồng. Lãnh đạo VATM khẳng định việc giảm giá trên cùng với tác động nghiêm trọng của dịch COVID-19 làm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc cung ứng dịch vụ bảo đảm hoạt động bay của tổng công ty đang mất cân đối thu chi trong năm 2020 là 141 tỷ đồng. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VSC cho biết kết quả công tác khai thác vận hành các tuyến đường cao tốc do đơn vị đầu tư quản lý năm 2020 là 45,7 triệu lượt phương tiện lưu thông. Trong đó, tuyến Cầu Rẽ Ninh Bình là 16,2 triệu lượt,
tuyến Nội Bài Lào Cai là 11,6 triệu lượt, tuyến Đà Nẵng Quảng Ngãi 1,8 triệu lượt, tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây là 16,1 triệu lượt. VEC đã cân kiểm soát được 1,8 triệu lượt phương tiện, từ chối 40.000 phương tiện quá tải theo quy định, duy tu sửa chữa kịp thời đảm bảo tuổi thọ công trình và chất lượng khai thác, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ hành lang an toàn đường cao tốc, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng ô nhiễm không khí tại thủ đô ngày càng trầm trọng và một trong những nguyên nhân được chỉ ra đó là khí thải. Thế nhưng đến giờ chúng ta chưa có một biện pháp nào thực sự hiệu quả để giảm thiểu tình trạng này. Nhằm tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý các điểm nóng về ô nhiễm bụi khí thải, mới đây Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thu hồi, loại bỏ phương tiện cơ giới cũ nát, lạc hậu, không đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành gây ô nhiễm môi trường. Thế nhưng liệu điều đó có dễ dàng? Chúng ta cùng theo dõi phóng sự sau đây. Hơn 22 năm kể từ khi được đưa vào lưu thông, chiếc xe này đã trải qua không biết bao nhiêu lần sửa chữa, thậm chí có lúc tưởng chừng như nó sắp bị thải bỏ vào đống sắt vụn, phế liệu. Thế nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh Ninh lại tiếp tục gia cố và sử dụng đến bây giờ. Thì tầm một tháng có khi 1-2 lần chị ạ, có khi là sửa 1-2 lần. Nói chung là nó cũ thì không có gì là tốt chị ạ, nó thẳng là thế. Thế thôi, nhưng mà thôi thì cuộc sống là bắt buộc mình phải sửa đi sửa lại để mình đi làm. Theo thống kê, Hà Nội hiện có khoảng gần 6 triệu xe máy đang lưu thông, trong đó có tới hơn 2 triệu chiếc xe máy cũ. Thông thường một chiếc xe máy hoạt động sẽ thải ra 80-90% khí CO, HC, 50% lượng NOx trong tổng lượng phát thải xe cơ giới. Tuy nhiên, đáng lưu ý trong quá trình hoạt động, xe cũ sẽ thải ra môi trường lượng khí thải độc hại cao gấp nhiều lần so với các loại xe mới được bảo dưỡng định kỳ. Nếu như mà không được bảo dưỡng thường xuyên ý, thì kết quả nghiên cứu cho thấy là xe máy có thể thải ra cái lượng khói, bụi và các khí độc ý, tăng lên từ 40-50%. Và đối với cái xe máy cũ thì là đây là thực sự là một cái thảm họa, bởi vì rằng là và gấp 2 thậm chí gấp 3 lần cái lượng khói bụi do những cái xe máy mới thải ra. Cũng chính vì lẽ đó mà mới đây Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị hai thành phố lớn có lưu lượng xe đông nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi, loại bỏ phương tiện cơ giới cũ nát, lạc hậu, không đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành gây ô nhiễm môi trường trong thành phố. Tuy nhiên, cũng theo các chuyên gia, văn bản này chỉ là đang nhắc lại một chính sách cũ và để thu hồi được các phương tiện cũ nát là điều không hề dễ dàng. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giao Công an thành phố tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát, xử lý các phương tiện giao thông xả khói đen, các phương tiện cơ giới quá niên hạn sử dụng. Tuy nhiên, cần có giải pháp tổng thể và phù hợp để vừa kiểm soát xe máy cũ, vừa có tính khả thi trong việc quản lý, thu hồi cũng như xử lý các phương tiện quá niên hạn. Nghị định số 100 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Sau một năm thực hiện, người dân đồng tình ủng hộ, bước đầu có sự thay đổi về hành vi của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, góp phần giảm tình trạng va chạm, tai nạn giao thông có liên quan đến rượu bia. Do công việc thường xuyên di chuyển và tiếp xúc nhiều người, trước đây ông Cao Văn Hợp ở phường An Tảo, thành phố Hưng Yên thường uống rượu bia và sau đó điều khiển xe gắn máy về nhà. Thế nhưng từ khi nghị định số 100 có hiệu lực, ông không như thế mà hôm nào nhậu thì đi taxi hay nhờ bạn trở về. Từ khi có nghị định 100 của Chính phủ, tham gia giao thông là không được uống rượu uống bia. Cá nhân tôi là cũng nhận biết được là cái nghị định 100 của Chính phủ nên là tôi cũng chấp hành. Và khi bạn bè mà mời uống rượu uống bia là tôi có uống nhưng mà tôi gọi taxi để tôi về. Để nghị định số 100 có hiệu lực, cảnh sát giao thông còn phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền phổ biến quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền luật phòng chống tác hại của rượu bia, qua đó nâng cao ý thức của nhiều người khi tham gia giao thông. Tuy vậy, khi nhóm phóng viên khảo sát tại một số quán nhậu thì vẫn còn không ít trường hợp lơ là, tụ tập uống rượu, sau đó ra đường điều khiển phương tiện, xem thường nghị định số 100. Năm 2020, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện xử lý hơn 21.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền gần 24 tỷ đồng. Trong đó phát hiện xử lý hơn 758 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và trên 3,5 tỷ đồng. 10 trường hợp xử phạt gần 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 24 tháng. Thực hiện
Nghị định 100 của Chính phủ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh cũng như là phòng cảnh sát giao thông cũng đã tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thì đã tập trung vào xử lý các trường hợp vi phạm và nó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như là vi phạm nồng độ cồn, xe quá tải, rồi xe tránh vượt không đúng quy định, chạy quá tốc độ. Thời gian tới, các lực lượng chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, đặc biệt là hành vi điều khiển phương tiện có nồng độ cồn. Trước mắt là Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội xuân 2021. Theo thống kê sơ bộ của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, trên địa bàn có 48 xã thị trấn nằm trong khu vực có nguy cơ cháy rừng cấp 4, cấp nguy hiểm. Ngoài ra còn khoảng 30 xã khác nguy cơ cháy rừng cấp 3, cấp cao. Qua kiểm tra tại một số địa phương trên địa bàn các huyện Lâm Bình, Na Hàng, Chiêm Hóa, Hàm Yên và Yên Sơn, tình trạng người dân đi rừng mang theo lửa để sưởi ấm, nấu thức ăn, bắt ong đốt thực bì chuẩn bị vào vụ trồng rừng vẫn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Để chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã bố trí 80 trạm chốt bảo vệ rừng để thực hiện bảo vệ rừng tại gốc trong vùng lõi các khu rừng đặc dụng, khu rừng phòng hộ và các khu rừng giáp danh với các tỉnh lân cận, đồng thời áp dụng hệ thống cảnh báo sớm cháy rừng trên điện thoại thông minh. Duy trì 1.650 tổ đội bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng với 16.100 người tham gia. Nếu như VietGAP hay GlobalGAP là những tiêu chuẩn tin cậy giúp người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm nông nghiệp sạch, thì với dược liệu dùng để chữa bệnh, thực hành tốt trồng trọt và thu hái là tiêu chuẩn duy nhất được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu làm thuốc sạch an toàn, hiệu quả, bền vững. Và để đạt được tiêu chuẩn này, đòi hỏi phải trải qua một quá trình kiểm soát rất khắt khe. Đây là gần 15 hecta vùng trồng dược liệu như đinh lăng, cà gai leo, cỏ ngọt, chùm ngây, đạt tiêu chuẩn thực hành tốt nuôi trồng và thu hái GACP của Tổ chức Y tế Thế giới. Tại đây, đơn vị sản xuất đã áp dụng quy trình xử lý nước, đất trong vòng 2 năm. Chỉ khi đảm bảo về yếu tố dinh dưỡng, không tồn dư các hóa chất độc hại thì mới đạt yêu cầu để trồng trọt dược liệu. Tất cả quy trình chăm sóc khép kín để đảm bảo chất lượng nguồn dược liệu theo tiêu chuẩn GACP. Cái xu hướng của người tiêu dùng ấy là người ta sẽ quay về với thiên nhiên. Vì thế là các sản phẩm mà để uống phải đảm bảo được chất lượng, thứ nhất là sạch. Và để như thế thì mới là tạo được cái niềm tin cũng như là chăm sóc sức khỏe cho người tiêu dùng. 5 năm trở lại đây, hơn 100 bà con tại xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã có nguồn thu nhập ổn định, hàng tháng từ 4 đến 6 triệu từ trồng dược liệu. Người lao động tuân thủ chặt chẽ theo hướng dẫn và quy định GACP, từ chọn giống, nguồn đất, môi trường, chăm sóc, thu hoạch, xử lý. Thu nhập thì ổn định, bởi vì nếu mà so với người làm nông thì bây giờ một sào lúa mà cấy ra so với cái năng suất của lúa thì của cả một 6 tháng thì người nông dân sẽ không đảm bảo được cuộc sống. Theo Viện Dược liệu, Việt Nam có trên 5.000 loại thực phẩm và nấm, 408 loại động vật và 75 loại khoáng chất có công dụng làm thuốc. Đây là nguồn nguyên liệu phong phú và chất lượng. Tuy nhiên, điều quan trọng để các sản phẩm từ dược liệu sạch được tiêu thụ và ưa chuộng thì người tiêu dùng cần sớm thay đổi thói quen. Có một cái khó khăn đó là cái hành vi tiêu dùng và thói quen tiêu dùng của người Việt Nam mình khi mà tiếp cận những cái sản phẩm mới. Thực ra những cái sản phẩm sạch mà gần với thiên nhiên chưa hẳn đã là đắt. Bởi vì là chúng ta có cái nguồn lực về nhân công giá rẻ này, vùng nguyên liệu chủ động, thì thậm chí những sản phẩm như là mỹ phẩm thiên nhiên ấy, giá thành nó vẫn phải cạnh tranh được những cái sản phẩm công nghiệp. Nếu chúng ta cứ theo cái tiêu chuẩn GAP thì chúng ta toàn nói là nhiều, chứ còn thực tế thì nó chưa đáp ứng đúng cái thời kỳ này ở Việt Nam là chưa làm được. Chứ còn nếu làm được thì quá tốt, đúng không ạ? Nó sạch, nó tốt, nó đảm bảo cả các cái hoạt chất. Tiêu chuẩn GACP đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật, điều kiện trồng trọt, chăm sóc và thu hái khắt khe nên không phải doanh nghiệp nào cũng làm được. Vì vậy, cần có những chính sách hỗ trợ đơn vị sản xuất, tăng khả năng tiếp cận đầu tư công nghệ hiện đại và nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn của sản phẩm. Từ đó, giúp người tiêu dùng yên tâm về nguồn dược liệu sạch, mang đến hiệu quả tốt nhất cho người tiêu dùng và bảo đảm môi trường sống an toàn và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp,
Trong những năm qua, hoạt động xuất khẩu đá xây dựng có nguồn gốc từ đá, thực hiện theo quy trình ổn định, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, việc mới đây Tổng cục Hải quan bất ngờ ban hành quy định mới trong lĩnh vực này đã gây bất đồng lớn trong cộng đồng doanh nghiệp bởi những tranh cãi về tiêu chuẩn kỹ thuật. Điều đáng nói, những mâu thuẫn chưa có lời giải này đã khiến các doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng này chịu thiệt hại nặng nề lên đến hàng chục tỷ đồng. Ngày 22 tháng 12 năm 2020, Tổng cục Hải quan ban hành công văn hỏa tốc số 8019 quy định, mặt hàng xuất khẩu đá vôi, đá chứa canxi, trừ nhũ đá vôi trắng và đá hoa trắng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia thì thuộc nhóm 25.21. Như vậy, Hải quan sẽ tạm dừng hoạt động xuất khẩu đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi. Điều đáng nói là từ nhiều năm nay, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi vẫn đang thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và khai theo mã 25174900 theo thông tư 05 của Bộ Xây dựng. Khi công văn 8019 của phía Tổng cục Hải quan đưa ra thì tất cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất khẩu đá xây dựng đều rất bất ngờ. Ngay sau đó, Cục Hải quan Quảng Ninh cũng đã có văn bản gửi Tổng cục Hải quan về những bất cập trong quy định về chỉ tiêu phân biệt đá vôi làm vật liệu xây dựng. Nhưng điều này thì không có nghĩa hoạt động xuất khẩu đá xây dựng trở lại bình thường. Đây là con tàu chở đá vôi của công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Hữu Nghị. Hơn 10 ngày nay, con tàu này dù đầy đủ hàng hóa nhưng do công văn 8019 nên đã không thể rời cảng. Tôi cũng đang lo nếu như vấn đề này mà công ty chúng tôi không giải thích được, không xử lý được thì chúng tôi sẽ bị phạt hợp đồng hoặc có thể là bị họ kiện vì chúng tôi thực hiện sai hợp đồng kinh tế. Tuy chỉ mới áp dụng được hơn 10 ngày nhưng đã có doanh nghiệp đứng trước bờ vực phá sản bởi nguy cơ bị phạt hợp đồng. Tổ hải quan khi ban hành công văn không trưng cầu ý kiến của các bộ ngành liên quan, thậm chí hỏi doanh nghiệp, họ có thể thảo luận với doanh nghiệp và đưa công văn ra tất cả đều tuân theo, nó mới là đúng. Nhưng tới bây giờ, đến lúc giải quyết tháo gỡ vấn đề thì Tổng cục Hải quan lại quay sang đi xin ý kiến của các bộ, thí dụ như là Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên Môi trường về việc giải quyết vấn đề như thế nào. Cái việc thiệt hại nó xảy ra là gì? Do cái việc tính đột xuất của công văn, cái thời gian để cho áp dụng ngay nó dẫn đến thiệt hại, thì rõ ràng bên phía Tổng cục Hải quan cần phải xem xét lại về cái cách ra công văn như thế này. Thiếu điều kiện chuyển tiếp, áp dụng ngay lập tức đã gây ra thiệt hại cho các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi. I'm Harish Taparia. Việc xuất khẩu đá xây dựng đã diễn ra ở Việt Nam từ rất nhiều năm nay rồi. Đột nhiên có công văn này làm cho gây ra tổn thất rất là lớn. Theo tôi nghĩ là Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Xây dựng cần phải làm việc với nhau cặn kẽ và giải quyết vấn đề này. Trong thời gian để tìm ra câu trả lời, cần phải giải quyết cái điểm ách nghẽn cho 14 cái lô hàng bị ảnh hưởng bởi công văn này một cách trực tiếp. Tính đến thời điểm hiện tại đã có ít nhất 14 tàu trọng tải khoảng 50.000 tấn một tàu đã không thể rời cảng Cẩm Phả, Quảng Ninh, gây nên ách tắc cho thương mại quốc tế và tổn thất khoảng hơn 1,5 triệu đô la Mỹ. Pháp luật có thể được cập nhật, hoàn thiện để lấp những khoảng trống kẽ hở. Tuy nhiên, phương thức ban hành sửa đổi luôn cần đạt được sự đồng thuận và lộ trình chuyển tiếp phù hợp, tránh gây thiệt hại không đáng có cho doanh nghiệp, nhất là vào thời điểm cuối năm, giai đoạn tăng tốc về đích của cả nền kinh tế. Lắng nghe và nhanh chóng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp không chỉ là chủ trương xuyên suốt của chính phủ mà còn là việc làm cấp bách giảm thiểu thiệt hại từ thể chế mà cơ quan quản lý nhà nước cần nhanh chóng thực hiện trong lúc này. Ứng dụng Đà Lạt trực tuyến là kênh giao tiếp được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt triển khai thực hiện từ ngày 1 tháng 6 năm 2019 nhằm tạo điều kiện cho nhân dân, tổ chức, khách du lịch có thể tra cứu thông tin, liên hệ, phản ánh khi có các vấn đề cần cơ quan chức năng giải quyết. Qua thời gian vận hành, ứng dụng này đã phát huy được hiệu quả vai trò trong công tác quản lý hành chính tại địa phương. Sau hơn 19 tháng vận hành thử nghiệm, trên địa bàn thành phố tiếp nhận được trên 1.750 phản ánh của công dân trên 9 lĩnh vực, tập trung tại địa bàn của 16 phường xã thuộc thành phố. Đã có hơn 26.500 công dân lấy số trực tuyến. Tất cả các phản ánh của công dân, tổ chức trên các lĩnh vực thông qua các ứng dụng trực tuyến đều được xử lý nhanh, kịp thời và được người dân, tổ chức ghi nhận, đánh giá cao. Cũng theo thống kê của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, tính đến hết năm 2020 có gần 13.400
100 công dân tải sử dụng ứng dụng Đà Lạt trực tuyến với 158.000 lượt tương tác ở trong nước và hơn 700 lượt tương tác ở nước ngoài. Có hơn 26.500 công dân lấy số trực tuyến để thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Đà Lạt. Điều này cho thấy qua 19 tháng khai thác, ứng dụng Đà Lạt trực tuyến đã phục vụ tốt công tác quản lý trên địa bàn thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm trên các lĩnh vực và quan trọng hơn cả, đó là đã trở thành cầu nối vô cùng gần gũi, hiệu quả giữa chính quyền và người dân. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.